chặng đường dài, vượt qua bao gian khó và chông gai, vượt qua bao gian nan và thử thách. Bệnh viện Lan Quy vững bước tiến lên. Bệnh viện Lan Quy nơi tụ họp thật nhiều bác sĩ lương y, rất nhiều kinh nghiệm khám chữa bệnh lâu năm, lương tâm lớn chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân khỏi nhanh. Bệnh viện Lan Quy nơi niềm tin người bệnh, bệnh viện Lan Quy chữa bệnh khỏe lại nhanh. Bệnh viện Lan Quy sẽ mãi mãi song hành cùng ngành y chăm lo cho người bệnh. Hãy đến với bệnh viện Lan Quy nơi được lương tâm nhiều bác sĩ luôn luôn vì người bệnh thân. Bệnh viện Lan Quy bệnh nhân khỏi ra về sẽ mãi nhớ y đức thầy thuốc bệnh viện Lan Quy. Chặng đường dài vượt qua bao gian khó và chông gai, vượt qua bao gian nan và thử thách. Bệnh viện Lan Quy vững bước tiến lên. Bệnh viện Lan Quy nay tụ họp thật nhiều bác sĩ lương y, rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh lâu lắm, lương tâm lớn chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân khỏi nhanh. Bệnh viện Lan Quy nơi niềm tin người bệnh, bệnh viện Lan Quy chữa bệnh khỏe lại nhanh. Bệnh viện Lan Quy sẽ mãi mãi song hành cùng ngành y chăm lo cho người bệnh. Hãy đến với bệnh viện Lan Quy nơi được lương tâm nhiều bác sĩ luôn luôn vì người bệnh thân thương. Hãy đến với bệnh viện Lan Quy bệnh nhân khỏi ra về sẽ mãi nhớ y đức thầy thuốc bệnh viện Lan Quy. Hãy đến với bệnh viện Lan Quy bệnh nhân khỏi ra về